Hôm nay Khanh xin gửi đến các bạn một cái chương trình mua xe qua ngân hàng. Nhưng mà tại sao mà Khanh muốn giới thiệu cái chương trình này, nó hơi khác chút xíu so với những cái chương trình khác. Thì mua qua ngân hàng thì Khanh muốn giới thiệu với các bạn là chương trình mua xe CRV. Thì đứng kế bên Khanh đây là chiếc xe Honda CRV 2019 được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan. Thì giá xe hôm nay nó là 1 tỷ 93 triệu rồi các bạn. Còn Khanh có, đây là phiên bản L cao cấp nhất. Thì ngoài ra Khanh còn hai phiên bản rẻ hơn nữa, đó là 1 tỷ 023 triệu là phiên bản G. Thì so với phiên bản L này, nó sẽ thiếu về cửa sổ trời và cúp điện. Và một phiên bản thấp hơn nữa là phiên bản E, thì giá nó là 983 triệu. Thì phiên bản E các bạn có thể nhận biết được là nội thất màu kem. Thì thôi, quay trở lại cái câu chuyện của chúng ta đi. Thì Khanh muốn giới thiệu các bạn chiếc xe CRV này thì có một số tính năng gì, để Khanh nói cho xin phép là giới thiệu mình sơ qua chút xíu. Tất cả các xe Honda đều được thiết kế là nút bấm start off một chạm. Đây, Khanh cầm chìa khóa thì các bạn đi ra ngoài, chúng ta chỉ cần lóc cửa lại. Đây là lóc cửa, và chúng ta muốn mở cửa thì chúng ta đưa cái tay vào. Khanh xin phép giới thiệu lại cái tính năng này, nó cũng rất là phổ thông trên xe Honda rồi. Và ngoài ra thì Honda CRV còn có chức năng là Walk Away, có nghĩa là chúng ta xách cái chìa khóa đi ra khỏi bán kính khoảng 1 mét là tự động xe đã lóc cửa. Các bạn tiện hơn khi mà mình quên cái lóc cửa trên cái tay nắm. Ngoài ra thì cái xe của chúng ta CRV với giá 1 tỷ 93 triệu thì các bạn còn có là xe được bọc ghế da. Đây, ghế da nguyên bản. Ghế chỉnh điện 12 hướng các bạn, ghế chỉnh điện 12 hướng nè. Cái cốp sau đóng mở bằng điện. Đây, đóng mở bằng điện. Các bạn xem. Rồi. Dạ xin chào các bạn. Thì hồi nãy Khanh giới thiệu với các bạn chiếc xe 1 tỷ 093 triệu các bạn sở hữu nó, các bạn đi ra có những tính năng gì, Khanh sẽ giới thiệu lại nha. Một cái màn hình 7 inch cảm ứng thì chúng ta có thể xem phim HD, kết nối Android Auto, kết nối Apple CarPlay, kết nối về cái HDMI. Đây, rất là nhiều cổng kết nối ở khu vực này các bạn. Đây là rất là nhiều cổng kết nối cho các bạn. Rồi, Android Auto, Apple CarPlay, các bạn có thể ứng dụng những cái YouTube, bản đồ nằm trên đây luôn, rất là tiện. Ngoài ra thì chúng ta có kết hợp với lại phanh tay điện tử nè, hệ thống giữ phanh điện tử nè. Rồi cái điều hòa tự động, đây là điều hòa tự động. Ngoài ra Khanh muốn giới thiệu các bạn là cái camera ba góc quay đặc tính trên Honda được trang bị trên tất cả các xe rồi. Ngoài ra nó còn có xoay theo góc lái các bạn. Đây, nó xoay theo góc lái này, rất là tiện khi mà các bạn di chuyển trong thành phố. Chúng ta có thể canh xe ve nó chuẩn hơn. Rồi, một cái lại một cặp lẫy số trên vô lăng. Đây là lẫy số trên vô lăng, các bạn có thể bấm cộng trừ khi chúng ta di chuyển xe ở những cái đường mà vượt hoặc là đường dốc. Rồi, hệ thống ga tự động Cruise Control là phía này. Đây là hệ thống ga tự động Cruise Control. Ngoài ra thì hệ thống đèn trên xe là nó cũng là đèn auto các bạn ạ. Đèn tự động luôn. Đây, chúng ta có thể thấy chữ auto không ạ? Rồi, hệ thống gạt mưa tự động. Đây, các bạn có thấy gạt mưa tự động. Phần gạt mưa tự động luôn. Xe trang bị rất là nhiều. Cái cửa sổ trời toàn cảnh, cửa sổ trời toàn cảnh kéo từ trước ra sau, chúng ta có thể đóng mở bằng một cái thanh trượt, cái rèm trượt ở đây này. Rồi hệ thống gương trong xe là chống chói tự động các bạn. Đây là hệ thống gương chống chói. Các bạn còn có thêm một cái nữa là cốp điện. Cái cốp điện chúng ta đóng mở cốp điện tự động. Đây các bạn có thể xem phía sau. Rất là tiện, chúng ta có thể đóng này, đóng gấp lại. Thì gần như là đây là một chiếc xe là trang bị rất là đầy đủ, và chúng ta không cần phải quan tâm đến là nó có thêm tính năng gì nữa đâu, đáp ứng dư nhu cầu của các bạn rồi đó. Trở lại câu chuyện của chúng ta là mua chiếc xe này giá bao nhiêu và chuẩn bị trước bao nhiêu. Thì giá chiếc xe hôm nay nó là 1 tỷ 093 triệu. Các bạn ra hết giấy tờ thì tùy theo khu vực nó sẽ dao động từ 1 tỷ 220, xung quanh 1 tỷ 220, có thể những khu vực khác nó sẽ rẻ hơn chút xíu. Nhưng Khanh muốn nhấn mạnh với các bạn rằng
chúng ta mua chiếc xe này qua ngân hàng thì chuẩn bị thấp nhất bao nhiêu. Thì đối với chiếc xe này, Khanh hôm nay Khanh có chương trình hỗ trợ cho các bạn. Chúng ta chuẩn bị xe thấp nhất là 150 triệu. Có thể nghe nó hơi ngộ chút xíu, 150 triệu các bạn đã nhận được chiếc xe này về rồi là lăn bánh luôn. Thì với 150 triệu các bạn trả trước, thì mỗi tháng của chúng ta các bạn sẽ trả gốc cộng lãi giảm dần trong thời gian 7 năm là 23 triệu 900 ngàn. 23 triệu 900 ngàn trả giảm dần theo dư nợ gốc còn lại. Và trong suốt thời gian 7 năm thì Khanh có thể tổng kết cho các bạn là với cái số tiền của chúng ta vay thì các bạn sẽ trả tiền gốc là khoảng 425 triệu tiền gốc trong thời gian 7 năm. Thì đây là một chương trình nó tương đối tốt. Nếu mà các bạn không muốn bỏ ra một số tiền quá lớn cho chiếc xe để sở hữu chiếc xe này, chúng ta chỉ cần 100, hồi nãy Khanh nói là 150 triệu ạ. Giờ 150 triệu là chúng ta đã sở hữu được xe. Thì nếu mà các bạn có nhiều tiền hơn thì mặc nhiên là chúng ta sẽ trả ít tiền lại. Nhưng mà đây là một chương trình, một cái góc mở để cho các bạn sở hữu xe mà không cần quá nhiều tiền, mà chúng ta sẽ dùng một cái lương hoặc là một cái thu nhập nào đó hàng tháng, có thể là 30 triệu, 40 triệu để chúng ta chi cho cái khoản vay này. Vì mỗi tháng chúng ta chỉ có trả là 24 triệu 900 ngàn thôi, và trả giảm dần theo dư nợ gốc còn lại. Rồi, thì còn hồ sơ thì như thế nào ạ? Hồ sơ thì tương đối dễ. Các bạn chuẩn bị dùm Khanh chứng minh nhân dân, hộ khẩu. Và các bạn giúp dùm Khanh là đối với chương trình này thì Khanh không nhận những cái nguồn thu tự do nha. Các bạn đi làm có lương chuyển khoản, lương tiền mặt cũng được, có thể xem xét. Lương chuyển khoản thì càng tốt. Hoặc các bạn có nhà cho thuê, rồi các bạn có doanh nghiệp riêng nhưng mà mua xe đứng tên cá nhân nha. Doanh nghiệp đứng tên cá nhân, hoặc là các bạn có cơ sở kinh doanh mà mình phải có đăng ký giấy phép kinh doanh đó. Chứ còn chúng ta làm cơ sở kinh doanh mà không đăng ký giấy phép kinh doanh cũng không có ứng dụng được chương trình này. Còn chi tiết như thế nào thì các bạn gọi điện trực tiếp để Khanh hỗ trợ lại cho các bạn. Còn về khu vực mà bạn hộ khẩu ở đâu thì xài được chương trình này, thì nó cũng có một số khu vực. Thì Khanh ví dụ giống như các bạn đã có ở những cái tỉnh giống như Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu thì đã có Honda rồi, thì chúng ta lấy hộ khẩu, lấy biển số ở khu vực đó, thì Khanh xin phép mời các bạn về đại lý của mình mua cho nó thuận tiện. Còn những cái khu vực nào chưa có Honda thì Khanh sẽ hỗ trợ cho các bạn ngoài Hồ Chí Minh luôn. Xin cảm ơn, xin chào các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc thì các bạn cứ alo trực tiếp cho Khanh sẽ giải thích rõ hơn chương trình này nha. Xin cảm ơn và xin chào.